Em đây là bác sĩ Vương Khánh Long, bàn tay vàng trong phẫu thuật thẩm mỹ năm 2006, năm 2013. Xin chào Thanh Tú và xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Bạn Tiên của chúng ta đến từ Bình Dương. Tiên ơi, có thể chia sẻ với mọi người là vì sao mà biết đến chương trình Hôm Nay Ta Đẹp cũng như là bác sĩ Vương Khánh Long của chúng ta? Dạ, em biết đến bác sĩ là do một người bạn của em đã từng được bác sĩ phẫu thuật cho cái mũi. Và em coi, em thấy bác sĩ trên TV ở chương trình Hôm Nay Ta Đẹp. Và là quyết định đến gặp bác sĩ trong chương trình Hôm Nay Ta Đẹp luôn, đúng không? Vậy thì hãy chia sẻ với bác ngay về cái trường hợp mà mình muốn khắc phục trên gương mặt của mình. Bác sĩ theo cái mũi trên gương mặt em thì phải sửa như thế nào để cho nó phù hợp và nó cao, nó đẹp? Chắc đầu tiên là muốn hỏi Thủy Tiên là Thủy Tiên có muốn cái mũi mình thật là cao không? Cao nhiều không? Hay là cao tự nhiên thôi? Em cũng muốn cao. À, muốn cao nhiều đúng cao không? Cao nhiều chứ không cao tự nhiên đúng không? Ham lời hơn đúng không? Tại vì đầu tiên là chúng ta phải biết là cái mong ước của cái người đi làm đẹp là cái gì? Ở cái mức độ nào? Sau đó thì mình khám và xem qua về tình trạng của chiếc mũi chẳng hạn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ có cái phương án. Bây giờ thì chắc để xem qua chiếc mũi của Tiên tí xíu ha. Rồi, đây là một cái sống mũi cũng thuộc dạng trung bình, không thấp lắm, cũng không cao. Phần gốc mũi thì hơi thấp một tí, và da thì cũng thuộc loại trung bình, không có mỏng, cũng không dày. Trường hợp của Tiên thì chúng ta sẽ có hai phương án để chúng ta chọn lựa. Thứ nhất là chúng ta dùng cái sụn nhân tạo đơn thuần. Thì sụn nhân tạo đơn thuần nó có cái ưu điểm là một cái phẫu thuật đơn giản để nâng cái chiếc mũi lên. Cái phương án thứ hai là chúng ta dùng cái kỹ thuật là sụn nhân tạo và có ghép thêm sụn tai ở phần đầu mũi để bảo vệ da đầu mũi. Thì Tiên cũng đã nghe bác sĩ chia sẻ là một là sụn nhân tạo, phương án thứ hai là chúng ta có sử dụng sụn tự thân đúng không bác? Đúng rồi. Vậy thì thường cái sụn tự thân đó sẽ lấy từ đâu hả bác hả? Sụn tự thân thì thông thường chúng ta lấy từ sụn tai. Chúng ta sẽ có một cái đường phẫu thuật rất là nhỏ ở phía sau, phía sau của cái tai, nằm trong cái kẽ phía sau này đây, và dài khoảng chừng 1 cm, 1 cm, để chúng ta lấy một chút xíu cái sụn ra, để chúng ta tháp lên cái phần đầu mũi để bảo vệ da, vì sử dụng lâu dài nó không có bị bóng cái đầu mũi. Nhưng mà tại sao là chúng ta không sử dụng một cái thanh sụn nhân tạo ngay đầu mũi luôn hả bác, mà tại sao phải sử dụng sụn tự thân? Nếu mà chúng ta đặt sống nhân tạo không á, thì có những cái trường hợp, một số trường hợp thôi, khoảng chừng 30-40% gì đó, sử dụng lâu ngày có thể nó sẽ bị bào mòn cái lớp bên trong và nó mỏng, nó làm lộ cái sống mũi ra. Nhất là cái phần đầu mũi này, chỉ lộ ngay cái đầu mũi thôi, còn ở trên này nó vẫn đẹp, vẫn không có vấn đề gì. Cho nên là về sau này người ta có cái phương pháp là người ta lấy chút xíu chất liệu tự thân, có thể là cân cơ, có thể là sụn, để người ta tháp lên cái phần đầu mũi. Nhưng mà qua cái quá trình nghiên cứu thì thấy rằng cái sụn tai đó, đặc biệt là nó rất là thích hợp ở cái ghép ở cái phần này, nó không có bị tiêu đi, cũng không có bị thay đổi gì qua thời gian. Cho nên là người ta thường đã lấy sụn tay là lý do. Tiên cảm giác như thế nào? Bác sĩ cũng vừa chia sẻ rất là chi tiết hai phương pháp vừa rồi, còn bạn? Nhưng mà cái phương án này thì đương nhiên là chúng ta phải có một cái đường tiểu phẫu ở cái tai, và một cái đường tiểu phẫu nữa ở cái mũi, để chúng ta, tức là chúng ta phải mổ hai nơi, để chúng ta đưa cái chất liệu vào. Vậy là cái phương án thứ hai nó có phần cầu kỳ và phức tạp hơn phương án một. Cầu kỳ hơn, đúng, cầu kỳ hơn. Thời gian có thể kéo dài hơn. Như vậy thì bác cũng đã chia sẻ cho Tiên hai phương án. Theo Tiên thì khi mà nghe bác diễn giải như vậy thì bạn cảm giác thú vị hơn với phương án nào? Dạ, chắc là em chọn phương án chỉ nâng mũi cao lên thôi, chứ không cần bọc sụn tự thân. Tại sao lại như vậy? Tại vì em... Sợ đau hả? Dạ, sợ đau. Sợ đau rồi, tại vì lúc nãy nghe bác nói là phẫu thuật tới hai lần đúng không? Dạ. Một lần ở tai, một lần ở mũi. Cũng cần nói thêm là như thế này, đúng là về mặt tâm lý, cái người đi làm đẹp, cái người đi phẫu thuật thì người ta muốn cái gì đó đơn giản nhất. Nhưng mà những cái phương án đơn giản đó thì nó là những phương án kinh điển. Cho nên
nó cũng có những cái hạn chế riêng của nó. Thí dụ như chúng ta sử dụng cái sóng nhân tạo đó, thì như là nãy mình phân tích đó, lâu ngày nó có thể có một số trường hợp để bị bào mòn và bị mỏng da. Tuy nhiên nó không phải là 100%, không phải là 100%. Có những người sử dụng sóng nhân tạo sử dụng 20 năm rồi nay vẫn tốt, không có vấn đề gì. Do đó thì đối với những người ngại lấy sụn tự thân thì chúng ta có thể một số trường hợp mà có thể thấy là sử dụng được thì chúng ta vẫn sử dụng chất liệu nhân tạo đơn thuần, không cần tự thân. Vậy thì chúng ta có thể chốt lại vấn đề là với bạn Thủy Tiên luôn thì sao hả bác? Chúng ta sẽ có một cái phương án nào nhất định? Có lẽ là bạn Thủy Tiên rất là ngại lấy cái sụn tai, tại vì nghe nói lấy sụn tai thì nó bị đau, đúng không ạ? Thủy Tiên sợ đau đúng không? Ngoài ra còn lý do gì khác không? Một người bạn của em đã được bác sĩ phẫu thuật và không cần sụn tự thân, em cũng đã thấy đẹp rồi. Người bạn đó làm lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi ạ. Lâu là 1 năm hay là 6 tháng hay là bao lâu? 3 tháng. 3 tháng? Dạ. 3 tháng này như này nhìn thấy đẹp đúng không? Dạ. Thì thông thường đó là những cái hạn chế của cái sụn nhân tạo đó, thì trong 3 tháng thì chúng ta đúng là chúng ta chưa nhìn thấy đâu. Dạ. Chưa nhìn thấy. Nó cần một cái thời gian dài hơn để chúng ta có thể thấy được là nó có những hạn chế. Tuy nhiên cái trường hợp của Thủy Tiên, riêng của Thủy Tiên, thì cái da của Thủy Tiên á, đặc có những đặc thù là nó không đến nỗi mỏng quá. Chúng ta thấy rằng cái da đầu mũi này thì nó vẫn được, vẫn tốt. Cho nên nếu như ngại lấy sụn tai thì chúng ta vẫn có thể sử dụng chất liệu nhân tạo đơn thuần mà không cần sử dụng chất liệu tự thân. Em có cảm giác là giống như là cái phương pháp mà sử dụng sụn nhân tạo, giống như bác nói là một cái phương pháp kinh điển. Còn phương pháp sau em cảm giác là bắt đầu nó được nâng cấp nhiều hơn, nâng cấp lên, cao đúng. Nó chi tiết hơn đúng không? Cái thế hệ mới hơn. Do đó thì nó cũng có một vài cái ưu điểm riêng của nó. Thực ra thì tất cả sẽ phụ thuộc vào sự quyết định của Thủy Tiên. Nhưng mà qua cái sự chia sẻ và tư vấn rất là kỹ lưỡng của bác thì anh hy vọng là em sẽ có thể chọn cho mình một cái phương pháp nào phù hợp nhất. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải nên nghe vào bác. Bàn tay và cặp mắt của bác là người có dày dặn kinh nghiệm thì bác sẽ biết được đâu là phương pháp phù hợp với em nhất. Hy vọng là qua cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay cùng với bác sĩ Vương Khánh Long thì Tiên cũng đã hài lòng. Và anh mong rằng là sau khi gặp bác thì sau khi quay trở lại chương trình thì em sẽ có một cái chiếc mũi đẹp hơn. Chắc chắn là vậy rồi. Đối với chiếc mũi này thì rất là dễ, đây là một trong những cái dạng mũi mà rất là dễ làm đẹp. Không khó lắm đâu, chúng ta có thể mất một rất là ít thời gian, rất là ngắn ha, để có thể làm đẹp chiếc mũi này. Xin được cảm ơn Thủy Tiên đã tham gia vào chương trình và cũng xin được cảm ơn bác sĩ Vương Khánh Long. Xin cảm ơn Thanh Tú, cảm ơn Thủy Tiên và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Quý vị khán giả thân mến, nếu như quý vị muốn trở thành vị khán giả may mắn của chương trình để có cơ hội tham gia và gặp gỡ trực tiếp bác sĩ Vương Khánh Long thì quý vị vẫn có thể gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại 0902 725 525 hoặc là truy cập vào website của chương trình www.hômnaytaodep.com. Còn bây giờ đây, tất cả chúng ta sẽ cùng chuyển sang một chuyên mục tiếp theo. We'll be right back.